tế của mình và đối ngoại để uy tín và sơ cứu và một chút sự kiện cấp cứu. Xin lỗi thì khó nhau dữ. Chúng mình đặt ra cái mục tiêu này á, cái này mình đặt bài mình chỉ dựa vào cái mục tiêu là phải còn những phần khác có là đi ngang em thì mình bắt đầu hiểu biết thêm thôi. Cái phần này thì còn được định nghĩa là thương tổn của bề mặt cơ thể nông hay sâu gây ra do các tác động của sức nóng, của điện, hóa chất hay cũng là những tác nhân gây bỏng không những gây những hư hại của sức da tại chỗ bỏng mà còn sẽ gây ra những vốn như vậy và những người bị bệnh này. Đó là khi mà nó dài này thì cơ thể nó cũng là thương tổn ở bề mặt cơ thể và đôi khi nó không phải chỉ tại chỗ thôi mà đôi khi nó sẽ gây ra những rối loạn về toàn thân rất là nặng nếu nó nặng. Nguyên nhân thì đầu tiên có thể bỏng thường gặp nhất là do sức nóng. Chúng mình hay biết là nóng thì khi đó là nóng khô và nóng nước. Nóng khô thì ví dụ như là củi gỗ cháy, lửa đốt cháy, nước như là nước sôi đầu mỡ. Ngoài ra có thể bỏng do cái độ lạnh, là khi mà nhiệt độ nó quá lạnh mình tiếp xúc với nó mình cũng bị bỏng, nó là bỏng lạnh. Ra có thể bỏng do điện, dịch, xe tắm, cầu thế, bỏng do hóa chất và bỏng do sự bức xạ của những tiêu hồng ngoài, những tử ngoài, những tiêu ra qua những cái hạng thơ này. Trước tiên mà cái độ quá cao có thể sử dụng một cái lửa thì đang bỏng. Và nên nhớ đây, bổ một cái dù mình từng nghĩ cái nguyên nhân nó gây ra cho cái bổ như là bổ nóng vậy. Nhưng còn một buổi khi cái loại bỏng nó sẽ gây cái cơ chế động cơ khác nhau. Có thể là bỏng này nó vô cái bỏng bề mặt ha, cơ thể có một số đặc điểm bề mặt của người nhưng mà ở trong tiêu hết ví dụ như một tiền chẳng hạn nhỉ, cái da ngoài nó bị khô đó thì nó thường thường nó cũng mặt cơ ra nó làm nó cái luồng xịt đi qua nó ngoài hết hay ha. Tuy nhiên hay gặp nhất về mặt bỏng nhiệt cũng hay gặp nhất là bỏng do xăng dầu ha, tỷ lệ trong đó là khá cao nhất. Còn về hóa chất thì về bỏng do axit đặc biệt ha. Còn ngoài ra thì có thể là nó pháo ra con do cháy nhà, do nước đốt, do nước sôi bỏng do cho thì hay nghe nói thì chỉ khoảng 9% là thôi ha. Về giải phẫu bệnh do bệnh để đặc biệt mình biết được cái mức độ tổn thương trong và sau bỏng đối với cái bề mặt ha. Thì có thể nó gây ra viêm da khắp do bỏng, tức là khi mình lấy cái sự mình một cái vùng bỏng rộng ha, thì nếu mà mình lấy một cái mẫu mô khi cái cả lớp đó để mình vỡ cho nó bệnh sẽ rộng cái tổ ha, thì nếu mà nó bỏng nhẹ thì nó có viêm da tại chỗ ha, hay là bỏng lớp từ bì hay là trung bì hay là toàn thân ha, để gây ra bỏng ha. Thì mức độ này nó chia làm 3 độ. Thì khi nó có những gì cái chữ thì có thể hơi khó nhớ nhưng mà rác và cái hình nó sẽ dễ ha. Ví dụ độ 1 và 5 ha. Thì độ hại đó từ mì, độ đổ tâu, độ bóng nước, hạ độ là dày của da, da độ lớn đỏ từ bóng nước ha. Độ 3 tới 3 1 là dày đó là từ mì, bóng mì, bóng khô dưới da ha. Đó, đây ha. Mình đã biết được cái và cái tốc độ tương tổ của bọn của mình nắm cái hình này ha, nắm cái hình này là cái hình này ở đâu ra? Đây là mình sẽ mình học phẫu sinh lý nó có thôi, không có gì đâu mà lo lắng ha. Nó tự tùy là đây ha, phẫu da, mô mỡ dưới da rồi lông những cái lớp đó, rồi lớp hai là lớp tự tùy và lớp cùng là lớp mô mỡ lớp mỡ ha. Thì đó ha. Bỏng độ 1 là nó tương tổ ở đây là một cái ha, nó tương tổ ở đây là xác định bỏng độ 1 ha. Còn 2 thì nó tương sâu hơn ha. Còn 3 là sâu quá đó, tương sâu được nữa ha. Và còn lên tới cái lớp mỡ luôn ha.
thì về mặt nguyên tắc cũng giống như là tất cả các thông số khác ha, những cái vấn đề liên quan đến hoạt động nhà nước giữa nguy cơ chậm nhận cái bé rồi mà chạy chọc thẩm gia khi ta băng rồi nè ăn từ lầm không có sẹo, thì tại sao không có sẹo, không có sẹo là tại vì mình chỉ bay cái lớp này cái lớp một cái lớp người rồi nó sẽ phải làm là ăn nó làm cho cơ thể nó ăn lên mặt đường phổi. Nhưng mà mấy cái đấy khi mà cái nước mà cái con đá nó sẽ chạy được một té nặng mà chóc da mà cái lòi mở đó ha, là ở đây thường ha, thường đây là nẹp ha, không chỉ giống như là mình cái này mình làm thì mình mổ nhẹ đâu nhé, còn khi mình mổ là đi qua sẽ trả lớn thì chắc chắn là có nhẹ ha. Còn cái sẹo mà mấy cái thấy nhiều người có sự một cái khuôn mặt người ta người thì mập cũng là đẹp ha, người thì gồ dày, người thì dày, người thì cơ thể là gì, cơ thể là chi tiết ha, do phải đủ xương ăn xương sờ ha, tạo cái mô sơ ha, tạo sẹo ha, biết cơ thể mới biết khi mà cái vùng cơ thể người tổn thương cơ tất cả cái chỗ đó mà không phải làm tự nhiên mà làm bằng mô sơ bằng sinh lý đó ha, cho nên là cơ chế là mô sơ sơ quá nó có làm những biến nào cũng có nguy cơ thì nó có co bó hay là co thắt cái sợ nờ sợ khác thì chạy chạy bên nhau là không có chỗ đó được à, rồi bộ này ha, còn bộ hai đấy còn ba bốn cái vô tới rồi ha, đó về mặt sinh lý mình thì sao khi mà nhiệt độ cao nó ảnh hưởng thì đầu tiên nó phải phá hủy tế bào đại bộ ha, thì đầu nó đã phá hủy tế bào đại bộ thì nó làm tổn thương da hoặc là da sau đó nó tổn thương cục cưng cái đó mấy cái này là xảy ra đồng thời ha, phải tổn da thì nó có gây ra nhiễm trùng và nhổ ha, tổn thương cục cưng thì nó gây đau. Thì nên nhớ rằng là cơ thể mình cái miếng phòng hồi ở ngoài cũng gọi là lớp da rồi các những người cái sợi này nó tự chạy xuống ha, thì khi đó khi mà cái vùng đó nó tổn thương thì mình những cái dây thần kinh hay cái bề mặt tất cả cảm nhận được cảm giác được lên mình sẽ rất đau ha. Nhưng mà một số trường hợp đầu thì mình té chấn thương mà nó bay luôn nguyên cái lớp da nó coi phòng hồi trong thì cái vùng đó nó không có thể đau ha, tại nó bay luôn sợi chứ còn lúc này đau cái vì bộ cái bố nó thời gian không ha, đau cái vì không. Còn nếu mà mình bỏng mà mình té mình chạy mình lột cái lớp da mà nó xây sát thì gần như là rất là đáng rất là đau, tại vì sao cái vùng đó cái dây thần kinh nó cảm thấy rất là nhiều, còn sâu lúc nữa mà mình biết quay luôn thì cục cưng nó không cảm thấy được nữa. Còn nếu mà đau nữa là nó xuống tới lớp cơ ha, cơ co cái và là khi mà đồng thời cái độ nhiệt độ cao thì những cái mặt máu đem lại cái vùng luôn đó nó sẽ bị khô lại, không có thẳng lại ha, và nó phóng thích các chất giải phóng và gây phát huyết tương ha, giống như nếu mình dùng huyết tương của mình sẽ thấy nó ra cái nước màu vàng vàng ha, mà gây phát cái tương thì mà ẩm cái này là số lượng nhiều ha, ví dụ bọc có tí xíu thì không phải kể gì hết đó, số lượng nhiều thì nó phát huyết tương ra ngoài mặt nữa là giảm cái lượng máu thấp và cái lượng dịch tuần hoàn trong cái hệ thống mạch máu thì đưa đến những hậu quả để dễ hiểu ra cái máu cảm cái máu thần thì cái xuyên thần là rối loạn cái giá của tới đây là cái sốc ăn ngoài ra đưa đi đâu cho một cái tổ chức tương bọc tới nhiều lần đây là sốc đó chúng tôi để đây là thì nó chia ra này thời kỳ của mình khoảng một cái xảy ra thì sau đầu tiên ha là người nhận thức là sốc ổng do các yếu tố đau đớn và có cái cường ha, rồi tới giai đoạn thứ hai là giai đoạn nhiễm độc huyết do các hấp thu các chất độc từ mô bị hoặc tử và vi trùng ha. Đầu tiên thì bỏng vô bỏng liền một cái thì không bao giờ mà nó gây gì trùng được mình học rồi trùng thì nó phải có thời gian đúng không, có thời gian cái trùng của nằm đó nó sinh sôi là một con nhân đôi là hai là bốn trăm tám trăm mười mười sáu nên cái này cũng có cái gì nó dị trùng, dị trùng đó cái vùng da nó có thể bình thường chế da lại đi
nếu mà nó nguyên vẹn nó lành thì nó có là bảo vệ ăn bảo vệ cơ thể, còn cái này nó tổn thương nó thì vi trùng mà nó tổn nhiễm trùng hay đó thì nó trực tiếp vô vô một tổ mình vô một ăn. Ngoài ra những cái mô đó nó còn bị hoại tử, nó tổn thương hoại tử thì sinh ra những gì ấn tượng cuối vậy sinh ra độc chất cắm vào đây người nhiễm trùng người nhiễm độc. Tiếp theo là cái thực hiện thứ ba thì bắt đầu hoàn toàn những cái thằng này là rối loạn về mặt chuyển hóa dinh dưỡng hoặc là máu đi vào trong vi trùng đi vào trong cổ cây nhiễm trùng tiếp cuối cùng qua bộ phận thứ hai đó thì tới đại tự tân là hồi phục ha. Thì để dẫn đoán tổng của mình dẫn đoán đầu sau ha, đầu sau của nó, thứ hai là diện tích của nó, thứ ba là mức độ của nó, thứ tư là vị trí của mặt của cô mắt và tay và chân cũng từng sư mô cho các nhà những tán về độ sâu của họ thì đã nói rồi từ độ ba độ mô và phẩm thế nào à, về diện tích thì mình ứng dụng quy tắc không xuyên chim a không xuyên chim a tay chim a cổ tay là chim a cái đầu là chim a trước 18 a cái này khoảng một a cháu bắt sau rồi mày là cho một trăm quan trọng ăn tập qua lần thể là cái tổng dựa vào cái lần con số chín cái này là cái lần của nó dễ nhớ nhiều. Ngoài ra có thể ta có những phương pháp mà chúng ta tổng năm tính dựa theo các căn số 1, 3, 6 những tiền đá của giáo sư Lê Đức Trung á, ví dụ như mình tính ra một bàn tay của một tay một chút của mình một cái nhịp mô là 100 mặt đầu có tóc một cánh tay cánh tay qua 100 mười một chi 100 một lực không lưng gì là 2, 18% nên thì coi coi là nhờ mình biết cần thì đi tính toán thì những yếu tố để đánh giá tổng mức độ có diện tích, độ sâu, vị trí và phương phụ đi kèm rồi rồi qua phần điều trị thực hiện gồm có sơ cứu cấp cứu chăm sóc vết thương và phẫu thuật ha. Sơ cứu thì đầu tiên khi mà thấy bỏng thì mình phải loại bỏ ngay nguyên nhân rồi sau đó là mình bảo vệ cái vết bỏng lại sử dụng trồng phòng chăm sóc từ thẩm và giảm đau cho bệnh nhân. Đôi khi người ta chưa có tới giai đoạn sốc do giảm kích thích cái cơ ha, nhưng mà người ta đau rất là nhiều, nhờ chỉ khi mình chăm sóc thì bằng cách rất là đơn giản ta cũng giảm đau ha, là mình chăm sóc rồi cái đó thì nhân viên ha. Thì cấp cứu thì làm thế nào mình khám và đánh giá mức độ bỏng và các cái tổn thương đó, nếu bỏng nhẹ thì có thể chăm sóc cái tươi phải bỏ thôi, còn bỏng nặng thì tùy cái mức độ điều trị như thế nào thì mình có thể mình hồi sức về mặt con mắt cái thở oxy là chỉ cái đặc thù cái quạt thôi, thở cái quạt chỉ thở chỉ cần cái một số trường hợp mà bỏng cái đường hô hấp trên thì nó viêm nó co thắt nó phù đề là nó xuất tiết dịch của hô hấp, dịch da, dịch mũi, dịch họng, dịch bò ra thì nó hay tắc nghẽn đường thở, thậm chí đôi khi mình buồn phải mở cái bệnh cho ra hoặc thậm chí cũng bỏng bỏng do qua đường mắt mình biết đúng một cái đường khi nó có thể cái gì đó ha, bỏng nguyên cái đường mắt mình thì lúc này cái nguyên mạng cái đường mắt nó bị bỏng rồi, cái chỗ hô hấp oxy thì nó không còn rồi, chỉ mình phải còn cái bệnh là mình thở tự động ha, tức là mình bơm một cái đường oxy chuyển phát qua cái đường mà là tự động ha, cho nên nó tăng cái lượng bên cạnh đường nó cái độ khô nó giảm xuống ha, rồi chăm sóc ha, chuyển dịch ha, sau để đó ha. Còn đây là cái cách tính mà tu dịch như thế nào ha, tu dịch ví dụ trong 24 giờ đầu là 4 giờ sau để sau mình lượng cái giải cái bù lại ở thằng thấp không có mất nước có tiền tài bù lại thứ hai thì phần điều chỉnh về cái coi cũng biết nắm cái nguyên tắc là a cũng phải phù hợp với này gì từ từ mới có mình thò điều chỉnh sẽ biết a hay là số cái phòng a
về thuốc giảm đau và cũng về thì rất là cần cho bé còn số hai người cũng bán kháng sinh thì ngay từ đầu là một người cũng dùng tại vì ngay khi cái dùng đó thì cứ còn cái ấy cả cái đó cũng có thể chống đối thì nó không có còn nữa nên mình cũng có thể này dùng kháng sinh và kháng sinh thì cũng có giá thì đây là thuốc từ ngoài vậy chăm sóc thì có thể tăng sóc để bảo vệ cái vùng đó che cho cái nhà để nhấn cái trang trí ở đầu cái vùng đó thì nó sẽ bị mỏng thì nó sẽ bị mất nước nước ở cái vùng đó thì có thể dùng một cái thuốc mỡ cái dịch mỡ có kháng sinh cũng tập lên để bảo vệ dùng như là mình phải xài cái thuốc mỡ như Dexamethasone hoặc là thuốc mà dùng giờ cũng làm cho thuốc khô này đó dùng Vaseline á cái thuốc nhơ rồi đó để trần ha, sau khi làm sạch, hồi thuốc xong để xong cho môi trường sạch và có thể đặt hàng sinh học. Hàng sinh học là làm sinh học. Nó có một cái nó gọi là cái gạt vỡ. Khi mà cái phương tổ mà nó ẩm nó quá đậm ở đây mình hay băng mình đập gạt vào lên ngày mai mình dồn ra thì sao? Dính rồi là khổ. Nó vấn đề là nó đau nhưng mà không vấn đề nó lồn dính mình lồn luôn nguyên cái lớp mô thì có những cách hồi xưa khi mình né được chuyện đó thì nó đau gì nó mỗi lần thay băng ăn rồi thì sẽ hồi xưa mình sẽ sử dụng cái quy trình mở đó ăn ví dụ như thuốc mở đó ăn thay cha sinh viên cái tiết mà cơ mở có kháng sinh cho nó hoặc là những cái dầu mồ hôi là đặt một cái lớp láng láng trên trên mình đặt cái kẹt hay mai nó có lớp này rồi đỡ đau lắm thì bây giờ nếu mà mỗi một cái thương tổn đập khô và mở hai là mình lót da bị rập do chấn thương do tai nạn trường hợp mình có cái gạt vỡ đắp cái gạt nó lên ăn thì nó tạo một cái màng để nó che gì đó cả và mình chỉ thay băng được cái chê một cái gạt nó giống như cái tấm lưới rất là trơn cái lưới nó cái lưới kiện lên thì rằng cái lưới thay băng qua cái chỗ đó là nó được tăng tốt nó hút tốt và thứ ba là ngăn không cho hai người dính nhau là cái lưới bản chất của nó không dính gạt mà cũng như không có chính cái lớp cô như cầu một cái lưới thì nó làm rất là tốt cái giảm cái sự đau đớn để mình giảm sự khổ mỗi khi phải thay băng phải chăm sóc rất là nhiều này ha một sau như là nói thì khi lần nó có thể để là sẹo và cái sẹo thì nó sẽ gây ra khó cho nên mình phải có sự phương pháp can thiệp sớm cũng như chứng là khi mà cứ thấy khi mà cơ nó bị sâu nó bị co rút lại rồi cũng phải thay nó co rút lại đó không co mất cái chức năng của cái phần cơ thể đó ha nên mình phải có kế hoạch một lần cổ để mình giải áp rồi co thắt rồi làm căng cơ rồi sớm thì mình mới bị co rút cho nên mình có thể có cái phần ở đây có thể có vết da khi mà nhưng mà ở phía sau ha hoặc là có thể gác da từ lâu thì có mấy cái máy vào ga đó ở bông bên vùng nông trên cổ khác có thể thì khi mà cái lương tổn nó rộng cũng khó làm mình đặt cái một lớp da mà cũng không làm ra nó ra từ đầu nó cứ lên nó sẽ tạo những cái mô từ đó là sự đặt của các nhà không những mình mà nó che chắn được thì sao chắn được sự bị tổn thương đau tại chỗ chắn được một nước chắn khô như một cái và biến tướng như này xuyên trụ cắt thì cắt là cái rồi nó giảm của những cái nhìn tới cơ thể đó ha hay là ở cổ ví dụ mà cô á biến tướng của cổ ha biến lên quá tải là biến tướng của cổ ha xong bài rồi hết rồi thì mình có thể đi lâm sàng thì tiếp cận cái vụ này ha tiếp cận cái bệnh này tại vì ở bên ngoài này tiếp cận sản phẩm từ ngày đầu trước là phóng điện thì nhiều người khi mới đứng thẳng cũng mới thấy cái bề ngoài có thể là và khi mà cái luồng điện nó đi qua thì nó sẽ hoại tử cái cơ ở trong khi mình vài bữa tay mặt có thể bị sốc trùng đặc biệt ra đây cái vết thương da ngoài nó có dày giống như cái da khô ở da cũ khô rồi phải lộ ra trong thì nó cứng hết cơ nên từ cái phòng sau này thì người ta mới chỉ định cái cắt tọt thì cắt tọt là mỗi ví dụ một ngày cắt mỗi ngày là một tới hai ngày người ta sẽ đưa vô phòng mổ một lần cái mô bị mạch rồi đó để kéo thì nó như là cái gì phải bỏ cái gì tới cái mô rồi mình cắt lại
ngày mai có tiếp tục cái diễn biến của bạn sẽ là cắt tóc đi. Thì muốn nó cũng cắt tóc là gì? Học cái chỗ đó thì sao? Tránh được cái trường mỗi ngày mỗi giờ tại cái đó mình lấy cái mô dơ ha, thì mình lấy luôn đi rồi mình rửa sạch. Cái thứ hai là mình lấy cái mô thứ nhất là mô bị hoại tử, cái mô nào bị đó nó cứ hoại tử cái thân thể nó cũng gì đặc tố phức tạp hơn, nếu mà nắm được rồi thì nó sẽ bị di tật ha. Cho nên mình làm cái đó từ từ kéo đi buồn dịch buồn đó bắt đầu làm cắt.